Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Rộ tin đồn Đình Bắc nhận tiền tỷ, cập bến Công an Hà Nội. Tuyển Thái Lan thua 4 bàn không gỡ trước đội bóng từng hạ Việt Nam 2-0. Huấn luyện viên Uzbekistan thách thức thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên U23 Uzbekistan thách thức thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Các bạn thân mến, chia sẻ trong buổi gặp mặt Liên đoàn bóng đá Uzbekistan ngày 2 tháng 4, huấn luyện viên U23 nước này là ông Timur Kapadze cho biết là sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ ở bảng D của giải U23 châu Á và lọt vào top những đội mạnh giành vé dự Olympic Paris 2024. Ở giải U23 châu Á 2022 tại sân nhà của mình, U23 Uzbekistan đã vào đến chung kết và để thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2. Sau 2 năm thì họ vẫn đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Timur Kapadze, nhà cầm quân 42 tuổi từng là cầu thủ nổi tiếng ở nước này và rất mát tay kể từ khi trở thành huấn luyện viên vào năm 2021. Không chỉ là mang đến nhiều bài tập mới lạ, huấn luyện viên Kapadze còn nhận nhiều sự giúp sức rất lớn của UEFA thông qua những thiết bị phân tích dữ liệu hiện đại chính xác cao. Ông tuyên bố mục tiêu của U23 Uzbekistan ở giải sắp tới là trong 3 năm qua thì chúng tôi đã trưởng thành nhiều, tham gia 2 giải lớn. Bây giờ giải U23 châu Á quan trọng đang ở trước mắt. Tôi hy vọng là tất cả những giấc mơ của chúng tôi sẽ thành hiện thực ở Qatar. Không chỉ muốn đánh bại mọi đội bóng ở bảng D tiến sâu mà chúng tôi còn muốn có một tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Huấn luyện viên Timur Kapadze cho biết là ông và các trợ lý đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam cũng như là các đối thủ ở bảng D và sẵn sàng cho mọi phương án. U23 Uzbekistan có phong cách và kế hoạch riêng của mình, nhưng tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào đối thủ. Tại U23 châu Á năm nay thì chúng tôi đã nghiên cứu kỹ 3 đối thủ ở bảng D và chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu các chàng trai trẻ của chúng tôi giữ kỷ luật thi đấu đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đặt ra thì việc giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, Malaysia, Kuwait là điều nằm trong tầm tay. Ngày 1 tháng 4 vừa qua thì U23 Uzbekistan đã cho công bố danh sách dự giải U23 châu Á. Đáng chú ý là cầu thủ Fayzulayev, cầu thủ xuất sắc nhất của Uzbekistan, vắng mặt vì câu lạc bộ chủ quản CSKA Moscow ở Nga không đồng ý nhả người. Hai tài năng trẻ khác cũng không được điền tên vì lý do tương tự. Tuy nhiên thì ông Ermatov, phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Uzbekistan cho biết là họ đang đàm phán và hy vọng là ông Timur Kapadze có đội hình mạnh nhất. Trước hết, chúng tôi đang phải đối mặt với một sự cạnh tranh lớn ở giải U23 châu Á. Chúng tôi muốn có mặt ở Paris, đó là giấc mơ của cả dân tộc. Vì lý do này mà chúng tôi liên lạc hàng ngày với các câu lạc bộ và tổ chức các cuộc đàm phán. Chúng tôi có 3 trường hợp cần làm việc và may mắn đã hoàn thành 2 trường hợp. Tôi cũng rất tiếc khi giải đấu này không được tổ chức vào những ngày FIFA Days. Mọi câu lạc bộ đều nghĩ về chức vô địch, chúng ta cũng nên tôn trọng họ. Tuy nhiên thì như chúng tôi đề cập, UEFA đang tiếp tục đàm phán với các câu lạc bộ và cố gắng giải thích cho họ. Từ ngày 2 tháng 4 thì U23 Uzbekistan sẽ hội quân và bắt đầu tập luyện tại trung tâm của liên đoàn. Đến ngày 6 tháng 4, huấn luyện viên Kapadze sẽ không đến Qatar mà sang UAE để tập huấn và thi đấu giao hữu với U23 Trung Quốc. Đáng chú ý là hiện thì Kapadze đang chỉ tập trung với khoảng 15 cầu thủ, trong số đó còn thi đấu ở nước ngoài hoặc là phải thi đấu ở vòng 5 của giải vô địch quốc gia Uzbekistan. Rộ tin đồn Đình Bắc nhận tiền tỷ, cập bến Công an Hà Nội. Các bạn thân mến, tối muộn ngày hôm qua thì trên trang VN Express cho biết thì Công an Hà Nội đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Đình Bắc. Cụ thể là Công an Hà Nội đã đạt thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Hợp đồng có thời hạn 3 năm và chân sút sinh năm 2004 đã nhận đặt cọc số tiền 3,5 tỷ đồng. Đình Bắc năm nay 19 tuổi, còn hợp đồng đào tạo trẻ với Quảng Nam. Anh được đội bóng này cho Hà Nội FC mượn hồi đầu tháng 3. Đã ra hội quân nhưng thương vụ đã đổ bể và phút chót. Đình Bắc cho biết là anh muốn tiếp tục đá cho Quảng Nam, trả ơn đội bóng này trao cơ hội sau khi bị loại khỏi loạt đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An.
Tuy nhiên thì lãnh đạo của Quảng Nam cho biết nguyên nhân đổ bể vì cầu thủ này và người đại diện muốn một bến đỗ khác. Trước vụ đổ bể chuyển nhượng ồn ào nói trên thì Đình Bắc từng bị ông Văn Sĩ Sơn kỷ luật yêu cầu xuống tập cùng đội trẻ. Nguyên do là cầu thủ này hội quân muộn sau Tết Nguyên đán và nhiều lần vi phạm nội quy đi tập muộn. Đình Bắc là cầu thủ quê ở Nghệ An, ăn tập từ tuyến trẻ tại đội bóng quê hương nhưng không đạt yêu cầu và bị loại. Anh vào Quảng Nam và dần khẳng định được chỗ đứng. Tại giải hạng nhất 2023 thì anh ghi 8 bàn và kiến tạo 7 bàn, giúp cho Quảng Nam vô địch và giành vé thăng hạng V-League. Đình Bắc được ông Philippe Chuozie triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2023, là cầu thủ trẻ thứ 7 ở giải đấu. Ở trận gặp Nhật Bản, như các bạn đã biết là Đình Bắc đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam bằng pha đánh đầu ngược từ quả đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng. Sau đó thì tiền đạo của Quảng Nam còn khiến cho Sugawara phạm lỗi và mang về quả phạt dẫn đến bàn nâng tỷ số 2-1 cho Việt Nam. Đình Bắc cũng nhiều lần đi bóng tự tin trước các cầu thủ Nhật đang thi đấu ở châu Âu. Dù vậy thì chúng ta vẫn phải thua với tỷ số 2-4. Bất chấp việc Đình Bắc dính án phạt ở Quảng Nam không được ra sân tại V-League, ông Philippe Chuozie vẫn gọi cầu thủ này lên đội tuyển đá 2 trận với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Anh ra sân cả 2 trận nhưng không để lại dấu ấn. Thái Lan thua 4 bàn không gỡ trước đội bóng thượng hạng Việt Nam 2-0. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, tuyển nữ Thái Lan đã không thể làm nên chuyện trong trận giao hữu với đối thủ New Zealand thuộc khuôn khổ giao hữu FIFA Days tháng 4 năm 2024 khi họ nhận thất bại nặng nề với tỷ số 4-0. Tuyển nữ Thái Lan, đội đang xếp hạng 47 thế giới, đã gặp rất nhiều khó khăn trước New Zealand, đội bóng đứng hạng 28 thế giới và là chủ nhà của trận đấu này. Các cô gái đến từ Đông Nam Á chỉ giữ được đến phút 17 trước khi Tiffany ghi bàn bằng cú sút bồi sau pha cản phá của thủ môn Thái Lan giúp cho New Zealand vượt lên dẫn trước. Trước đó thì Quyên Kiên Sơn cũng đã có pha dứt điểm làm thủ môn đội khách phải chật vật đẩy bóng ra nhưng cuối cùng vẫn nhận bàn thua. Mặc dù đã nỗ lực phản công nhưng tuyển nữ Thái Lan vẫn không thể tìm được bàn thắng và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-1. Sang hiệp 2 thì New Zealand đã tăng cường tốc độ và áp đặt trận đấu. Katie Kissing đã chơi nổi bật và có pha dốc bóng ở cánh phải đầy tốc độ, kiến tạo cho Jackie Han ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 64. Chưa dừng lại ở đó, Kitty Kissing đã lập công với bàn thắng thứ 3 cho New Zealand sau một tình huống mắc lỗi của cầu thủ Thái Lan. Cuối cùng ở phút 87 thì Kissing hoàn tất cú hat-trick của mình bằng một quả phạt đền, khép lại trận đấu với tỷ số 4-0. Hai đội sẽ có trận giao hữu thứ 2 vào ngày 9 tháng 4. Trong khi đó thì tuyển nữ Việt Nam không tham gia giải đấu nào trong năm 2024 và cũng đang trong quá trình tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới sau khi ông Mai Đức Chung kết thúc hợp đồng. Ngược về tháng 10 năm ngoái thì trước vòng chung kết World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng giao hữu với New Zealand và chúng ta nhận trận thua 0-2. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.